Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại kênh Hải Gà. Đây là clip mình sẽ hướng dẫn các bạn tại cái nền tảng Epic Game, là một trong những cái nền tảng mà cung cấp những cái trò chơi kia, trò chơi ở trên này có cả miễn phí và có cả mất phí, ví dụ như là năm thì các bạn có thể tải ở trên Epic Game hoặc trên Steam. Đầu tiên thì các bạn sẽ vào Google gõ chữ Epic Game, nó sẽ ra ngay một cái trang là store.epicgame.com, hoặc là mình sẽ để lại cái link của cái trang web này ở dưới phần mô tả để các bạn có thể truy cập trực tiếp. Ok, đây là cái giao diện của sự game. Với Epic Game thì các bạn sẽ phải ở đây, nó sẽ có cái chọn ngôn ngữ ở đây. Với Steam thì các bạn có thể chọn được ngôn ngữ tiếng Việt, nhưng mà với Epic Game thì nó sẽ chỉ có tiếng Anh và một số ngôn ngữ khác thôi, chứ nó không có tiếng Việt ở đây. Ok, để các bạn có thể dễ dàng thao tác hơn thì các bạn sẽ chọn ở đây để dịch sang tiếng Việt này, ở sử dụng cái của Google để dịch sang tiếng Việt là được. Sau đó là bạn sẽ tải xuống cái Epic Game. Epic Game này nó cũng là một nền tảng và bạn sẽ phải tải cái phần link của Epic Game này xuống, có thể truy cập vào các tựa game. Còn ở đây chỉ là cái trang web để giới thiệu như là đăng ký tài khoản ở trên Epic Game thôi. Đây các bạn sẽ tải xuống đây. Đây nó sẽ là Epic Game, nó sẽ là 153 MB. So với Steam thì nó chỉ là một cái file chạy rất nhẹ thôi, thì Epic Game nó sẽ dùng cái nền tảng của Epic Game thì nó khá là nặng. Ok, trước khi mà đợi cái Epic Game này nó tải xuống được thì chúng ta sẽ cùng đăng ký tài khoản. Ở đây các bạn sẽ kích vào đăng nhập, chuyển sang một cái trang web để các bạn có thể đăng nhập vào. Ở đây thì với Epic Game các bạn sẽ có khá nhiều lựa chọn, các bạn sẽ đăng nhập bằng cái tài khoản của Epic này, tài khoản Facebook, Google, Xbox hoặc là PlayStation, Nintendo, Steam, và các bạn có thể kết nối bằng Steam luôn hoặc là tài khoản của Apple luôn. Ok, sẽ dịch sang tiếng Việt nha. Đây, để đăng nhập này, các bạn có thể kết nối này, hoặc là bạn có thể tạo một cái tài khoản Epic Game. Thì cá nhân mình thì mình thường dùng Steam chứ mình không dùng Epic. Còn nếu mà các bạn dùng Epic thì các bạn cũng có thể kết nối với Google cũng được cho nó nhanh chóng. Chỉ các bạn chỉ cần thao tác ấn click vào cái đăng nhập này, chọn một cái tài khoản Gmail của mình ở trên cái trình duyệt của các bạn để kết nối được cái tài khoản Gmail vào cái tài khoản Epic Game. Ở đây thì các bạn sẽ phải điền một số cái thông tin cá nhân ở trên Epic Game và sẽ dịch sang tiếng Việt để cho nó dễ hơn nhé. Đây, các bạn chỉ cần tích hai cái này. Tính toán Việt Nam. Tên Highland. Cái này là biệt danh, nó giống như cái tên tài khoản các bạn. Mình sẽ nhận được một cái mã cái email của mình. Tầm công việc mình sẽ là truy cập cái email và cái mã kích hoạt ở trên cái Epic Game đó. Đây, mã kích hoạt sẽ là 460657. 460657. Bấm kiểm tra, check. Cả với Epic và cả với Steam thì các bạn đều phải kích hoạt email trước khi đăng ký tài khoản. Cái việc thao tác của trên Epic Game thì nó khá là đơn giản để tạo được một tài khoản, vì nó sẽ có nhiều liên kết hơn. Ví dụ như các bạn có thể liên kết qua tài khoản Gmail, nó sẽ rút bớt những cái thao tác của mình đi, của các bạn đi. Nhưng để chơi được cái tựa game GTA 5 thì mặc dù các bạn tải Epic, nhưng mà khi mà chơi được GTA 5 ấy, thì các bạn vẫn phải mở cái Steam lên. Thì đây là nó là một cái bắt buộc của nhà sản xuất rồi. Chỉ còn 18 giây nữa thôi thì mình sẽ cài đặt xong được Epic, và các bạn chỉ cần đăng nhập vào cái Epic này thì nó cũng sẽ có những cái hiện lên cái giao diện của nền tảng Epic để các bạn có thể tìm kiếm tựa game ở trên này, hoặc là các bạn có thể tìm kiếm tựa game trực tiếp ở trên cái website của Epic Game này, GTA 5 này. Nó sẽ hiện ra đây, GTA 5. Nó cũng tương tự như ở trên Epic Game, và cái giá thì nó cũng tương tự như ở trên Steam thôi, khoảng tầm hơn 400.000. Với những cái thời điểm giảm giá thì nó sẽ là hơn 200.000. Hoặc là Epic Game thì thời gian đầu Epic Game có hỗ trợ một số chính sách như là miễn phí cái game GTA 5, nhưng bây giờ thì không còn nữa rồi. Và mình khuyên các bạn thì cũng nên mua trực tiếp từ Epic Game hoặc Steam Game để tránh những trường hợp là tài khoản bị quét thì nó sẽ làm mất game hay khóa tài khoản luôn. Cái Steam của mình đã tải xong rồi thì mình sẽ cài đặt này. Của mình thì mình mua game ở trên Epic và Steam Game rồi, Steam rồi, nên là mình không có tải cái tựa game nào ở trên Epic cả. Mặc dù vậy thì Epic nó cũng có một số chính sách như là nó thường xuyên có những cái tựa game được miễn phí. Mặc dù là tựa game rất hấp dẫn nhưng nó vẫn miễn phí để thu hút cái người chơi, cái lượng tài khoản đăng ký và sử dụng cái nền tảng của họ.
cái việc cài đặt nó sẽ mất một ít thời gian. Đây, mình đã tải xong cái nền tảng cái clean của Epic Game. Bây giờ nó sẽ đợi nó upload 500 MB. Cái Epic Game nó sẽ cần upload khá nhiều so với cái việc Steam mình tải, nó thao tác nó khá là nhanh, chỉ có vài phút thôi. Còn Epic Game thì nó có thể nó lưu trữ nhiều, và cái nền tảng của nó khá là nặng, cái file của nó khá là nặng, nên là cần phải download. Khi mà sau khi tải về 153 MB rồi thì nó vẫn yêu cầu download thêm 560 MB, không rõ là cái 560 MB là nó là gồm những cái dữ liệu gì nữa. Ok, sau khi mà tải xong cái này các bạn có thể đăng nhập, nó cũng khá đơn giản thôi, tài khoản mật khẩu các bạn vừa mới tạo thì các bạn đăng nhập vào Epic Game để tải cũng như là mua các tựa game ở trên Steam hoặc là trên Epic này nhé.